Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày hôm nay, toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam đã sôi sục với hành động bất thường bán sai quy định gần 75 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, khi cổ phiếu này liên tục tăng giá mạnh lên hơn 2 lần chỉ trong vòng 2 tháng. Và trên các diễn đàn ngày hôm nay, rất nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đây là hành động đánh úp các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2017, ông Quyết cũng đã có hành động tương tự. Trong 4 ngày 20 đến 24 tháng 10 năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết bán chui 57 triệu cổ phiếu FLC. Trong những ngày này, cổ phiếu FLC giao dịch quanh ngưỡng 7.100 đồng đến 7.700 đồng một cổ phiếu. Tổng tiền thu về của ông Trịnh Văn Quyết khoảng 410 tỷ đồng. Sau đó, cổ phiếu FLC liên tục giảm giá. Đầu tháng 11 năm 2017, FLC đã giảm về 6.450 đồng. Nếu công bố thông tin và bán đúng quy định, có thể ông Quyết sẽ chỉ thu về 367 tỷ đồng, thấp hơn tới 43 tỷ đồng so với mức giá đã bán. Mặc dù vậy, ông Quyết chỉ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 65 triệu đồng, một con số cực nhỏ so với con số 43 tỷ đồng.